Vâng, chào mừng quý vị, anh chị và bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tô Cũ Kẻm Loan Kinh Môn nhé. Bài buổi chiều hôm nay giới thiệu cho anh chị và bạn xem tiếp một mẫu xe Toyota Camry. Mẫu xe thương hiệu Toyota Nhật Bản rất là thương hiệu và nổi tiếng rồi. Vâng, Camry sản xuất năm 2002, trang bị khối động cơ 3.0 số tự động, xe rất đẹp luôn. Và chiếc xe em đang chào bán tại salon với mức giá là 252 triệu đồng. Quý chị các bạn quan tâm alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169. Sở hữu một mẫu xe Toyota Camry rất đẹp luôn anh chị nhé, 2002, vâng ạ. Một chiếc xe phải nói là rất là nổi tiếng, thương hiệu của cái dòng Toyota rồi. Toyota thì dòng Camry là cái dòng cực kỳ là bền bỉ và form dáng rất đẹp, 3.0 V6 số tự động. Cái dòng nó rất là bền anh chị nhé, biển số cũng khá đẹp, dòng cực bền luôn. Và với cái lối thiết kế rất là sang, không như những dòng Toyota Vios hay là Toyota Yaris anh chị nhé. Cái dòng này thì nó thực sự nó dành cho anh chị em công chức nhà nước này, hoặc các bác trung tuổi sở hữu dòng này thì nó rất là nhiều. Xe thì bên sẽ cam kết bằng văn bản cho anh chị các bạn là không lỗi gì, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Và bây giờ thì đối với cái dòng xe này thì nó không còn giá trị khấu hao. Thế anh chị các bạn mua mẫu xe này về thì đi thì cũng thực ra đi mấy năm thì anh chị các bạn chỉ lỗ mấy chục thôi. Đó anh chị nhá. Xe form dáng rất đẹp luôn, rất là căng form, hoàn toàn không một chút gì gọi là móp méo hay đâm xô. Đèn nguyên bản theo xe, một chiếc xe lên form mới anh chị nhé, tên tư nhân, hoàn toàn về sẵn sử dụng đối với cái dòng xe này thôi. Một cái dòng xe rất là bền bỉ, dòng xe Nhật Bản, đồ thay rất nhiều luôn. Mà cái dòng này thì rất hiếm khi có hiện tượng hỏng hóc anh chị nhé. Tất cả các chi tiết điện đóm của xe là vận hành hoàn toàn bình thường và ổn định. Và hộp số tự động nguyên zin, không hề có hiện tượng ở dắt số gì luôn. Xe có được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi nhá. Đó, hai túi khí trên xe. Đó, nội thất rất đẹp luôn. Đó, trần nỉ rất sạch sẽ. Hai đèn trần. Đó, xe đã được độ vè đuôi cá đằng sau nhá. Bác nào không thích có thể tháo ra được ạ. Và điều đặc biệt ở mẫu xe là một mẫu xe hoàn toàn hệ thống keo chỉnh nguyên, hai dàn điều hòa độc lập nhé. Đó, cùng là Toyota của Nhật Bản, thế nhưng mà đối với dòng Camry là cái dòng xe cực kỳ là đẹp. Đó, cực kỳ đẹp so với những cái dòng xe Toyota cùng đời, hoặc đối với cái dòng Vios cũng được. Đó, cái dòng Vios thì từ năm 2010 hay 11, 12 form dáng chắc hẳn nó sẽ không đẹp bằng đời 2002 con Camry này rồi. Đó, ghế chỉnh điện anh chị nhé. Thiết kế khá là hiện đại luôn so với những cái dòng xe Toyota cùng đời luôn. Đó, có đầy đủ áo ghế nhá. Nỉ cốp còn nguyên xe này. Đây, gầm bệ của xe đấy chị nhá, không một chút gì gọi là chảy dầu nhớt gì luôn. Và gầm bệ của nó thì vô cùng là chắc chắn rồi. Đó, không han mọt, lòng Toyota thì anh chị biết rồi. Đồi đồng cối đá cực bền bỉ theo thời gian. Đó, trang bị hai dàn điều hòa độc lập trước sau. Quý chị bạn quan tâm đến trực tiếp tại salon ô tô số 1, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169 được lấy hình ảnh chi tiết về mẫu xe này và yên tâm chốt cọc của chị nhé. Đó, với cái giá là 252 triệu, em sẽ bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho quý chị bạn luôn. Đấy, nội thất được bọc mới hoàn toàn. Đấy, có những điểm nhấn nhún rất đẹp luôn. Bốn dàn lốp còn rất là đều anh chị nhá. Bốn dàn lốp rất là đều. Còn phải đến 6-70% đối với bốn dàn lốp này. 3.0 V6 vận hành cực là mạnh mẽ và êm ái đối với dòng Camry. Rất thích hợp cho anh chị nào công chức nhà nước sử dụng cái dòng xe này, và các bác trung tuổi nhé, các bác trung tuổi đấy ạ, sở hữu cực kỳ là sang luôn. Đó, hệ thống táp lô của xe này. Xe đi chuẩn là 17 vạn 2 anh chị nhé. Vâng ạ, 17 vạn. Các vòng tua của xe còn rất là đều đặn luôn. Và điều đặc biệt ở những cái mẫu xe cũ thì quý anh chị bạn
quan tâm điều đầu tiên là đến hệ thống khoang máy của xe, cũng như đầu gầm bệ và cái hệ thống hộp số sàn hay số tự động. Thì anh chị các bạn quan tâm đầu tiên là cái hộp số cũng như là cái hệ thống khoang máy của xe. Hộp số có ổn định cũng như là hệ thống khoang máy ổn định thì anh chị các bạn đi đường xa khá là yên tâm nhé. Đó, hệ thống khoang máy của xe đây ạ, rất êm ái và sạch sẽ. Không va quẹt gì, không đâm xô gì luôn. Đó, rất đẹp, nguyên form nhé. Một chiếc xe nguyên form. Một chiếc xe Toyota Camry thương hiệu của Nhật Bản, trang bị khối động cơ 3.0, sản xuất năm 2002, tên tư nhân. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 252 triệu đồng, bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị các bạn. Và quý anh chị bạn quan tâm thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169, hoặc đến trực tiếp xem xe tại Salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đối với dòng xe cũ, bên sẽ có cam kết bằng văn bản cho anh chị các bạn là không đâm xô, không ngập nước. Anh chị các bạn có thể đi test kiểm tra thoải mái luôn nhé. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Quý anh chị các bạn đi qua để một like, đăng ký kênh giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em Loan đưa lên thường xuyên trong ngày nhé. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.